A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con hỏi, rằm tháng 7 con đăng ký làm cầu siêu ở chùa, vậy gia đình con làm cơm cúng gia tiên thì phải làm trước, còn ngày rằm thì mời các cụ về chùa tu, con nghĩ như vậy có đúng không ạ? Nếu con làm cơm cúng vào ngày rằm có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Các vị nghĩ xem, gia đình chúng ta có phải ai cũng lên chùa đâu, đúng không? Gia đình hai vợ chồng hai đứa con có phải gia đình nào cũng cả gia đình đến chùa đâu, đúng không? Nếu cả gia đình đến chùa rồi thì còn cần gì phải thổi cơm ở nhà nữa, phải không? Đó. Nhưng mà gia đình chúng ta ví dụ bốn người mà có mình chúng ta lên chùa thì đương nhiên còn chồng còn con ở nhà thì vẫn phải thổi cơm, vẫn phải ăn, phải không? Đó. Thì các cụ nói rồi, trần sao thì âm vậy. Chúng ta làm sớ cho tất cả các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, đó là gì? Cái tâm thành của chúng ta, cái lòng mong muốn của chúng ta là gì? Là hướng Phật cho các cụ gia tiên á, ông bà ông vải bên nội bên ngoại vân vân. Nhưng không phải là cụ nào á được chúng ta làm sớ các cụ cũng đến chùa đâu các vị ạ. À, thầy nói một cái câu chuẩn mực như thế để cho chúng ta thấy rằng không phải là cụ nào chúng ta ghi sớ các cụ ấy cũng được lên chùa, và các cụ á cũng hoan hỉ để lên chùa. Ví dụ người ta còn đang ở trong địa ngục thì, hoặc là đang ở trong ngạ quỷ á, đang chịu tội khổ làm sao mà lên được, giống như người đang đi tù á thì làm sao mà lên được, đúng không? Đó. Kể cả những người ở ngoài mà không có tín tâm với Tam Bảo, chưa muốn đi thì chúng ta có bảo họ đi hoặc lấy cớ họ không đi thôi. Đó. Cho nên cái việc chúng ta làm sớ là chúng ta gì? Làm sớ bằng cái tâm thành của người con Phật, tri ân và báo ân, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đúng không? Đó, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta noi theo hiếu hạnh của Đức Tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta thì làm sớ sắm đồ thanh bông hoa quả tịnh vật tịnh lễ để cúng dường Tam Bảo, cúng dường chay tăng, để cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho những cái vong linh nhà con như thế và những người còn sống nhà con như thế, còn sống thì được mạnh khỏe bình an, chết thì sớm được gì thoát hóa sinh về cõi thiên giới thiện giới và cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Đó, cái lòng gì? Lòng mong muốn, cái tâm tri ân báo ân của những người con Phật chúng ta. Còn người ta có tiếp nhận được hay không, tiếp nhận được ngay một khóa lễ này hay không, pháp hội năm nay hay không, vân vân, thì đó là vấn đề nhân duyên của họ. Đó. Ví dụ như chúng ta khuyên chồng khuyên con đi chùa mà chồng con thì chưa đủ niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp, họ không đi, họ lấy cớ là gì bận thế này thế nọ thế kia, họ không đi, thậm chí đèo chúng ta đến chùa rồi nhưng mà gì họ không vào chùa, họ lại đi về, hoặc là tới cửa chùa họ lại không bao giờ họ vào họ nghe giảng, đến cơm họ cũng chẳng ăn. Đó. Ví dụ thầy có một cái bác Phật tử làm cũng rất to ở trên Trung ương, khoảng độ 6-7 năm trước á, cứ bao giờ nhà mình có pháp hội bác đèo vợ đến đây, đèo vợ ngày một mấy lần đầu là đèo vợ đến cửa chùa thả đấy, xong rồi đi ra quán để gọi bạn bè đến đây để ăn thịt uống rượu, thậm chí bác bảo có những lần đèo vợ lên thả ở chùa đây tu xong bác còn ra gọi bạn bè còn đãi ăn cả thịt chó cơ mà. Đấy thì đấy thì cái thế, nhưng mà vẫn đèo vợ đến chùa vì thương vợ, vì yêu vợ, vì tôn trọng vợ, cho nên vợ bảo gì đèo đi vẫn đèo đi nhưng mà không vào chùa. Đây là mấy lần đầu như thế. Nên xong rồi mấy lần sau về vợ cứ nói anh lên tới chùa thì cũng vào, phải vào vái Phật, thắp nén hương cho Phật một tí chứ, anh chẳng gần các sư thì thôi, chẳng ở làm lễ thì thôi, anh đến chùa rồi anh chẳng vào anh vái Phật được một cái, anh lễ Phật được, thắp hương nén hương cho Phật được một cái. Thế là vì thương vợ, vì nể vợ, vì tôn trọng vợ, cho nên là chồng thì cũng vào để thắp hương để vái Phật một cái xong rồi về, hoặc là đi gì đi ra ngồi ra quán để ngồi uống nước, gọi bạn bè đến để ăn cơm để ấy với nhau, tiệc tùng với nhau, xong rồi đến chiều khật khử vào đón vợ về. Đấy là gì? Giai đoạn đầu tiên.
Nhưng dần dần á, mưa dầm mà thấm lâu. Thế nhân duyên là đến. Thế tự nhiên là cũng đèo vợ lên thì thôi, bảo hôm nay cũng ở lại chùa một tí xem. Rồi nghe ông sư ông giảng cái gì mà già trẻ gái trai á, ở các nơi họ đến nhiều thế. Thế lúc đầu họ đứng từ xa xa, câu được câu không, nghe cũng được đấy chứ hả. Thế cho nên tôi đến gần xem cái mặt ông sư thế nào, già hay là trẻ, trai hay là gái, vân vân, tức là tăng hay là ni đó. Đấy, thế là dần dần là đến gần gần là xem, hóa ra tự nhiên này lại phát khởi tín tâm, có niềm tin với Tam Bảo lúc nào không hay. Dần dần là cứ đưa vợ lên là không ra quán để ăn thịt uống rượu nữa, ở lại trong chùa để ăn cơm chay luôn, nhưng mà cũng chưa tu, gọi là chỉ ngồi ngoài gốc cây hoặc là ngoài ghế đá để nghe giảng thôi, chứ còn chưa cầm quyển sách để tu đâu nhá. Nhưng mà ở lại suốt cả ngày trong chùa ăn cơm chay với các Phật tử, xong rồi đến chiều lại đưa vợ về, đèo vợ về. Đấy, dần dần á, duyên nó đủ một cái thì tự nhiên là đèo vợ lên á, những ngày thứ bảy chủ nhật là ngồi tu với vợ suốt cả ngày luôn. Cầm kinh, đọc kinh, tu được mấy pháp hội như thế, tự nhiên là bà vợ bảo con cũng thấy lạ. Hôm nay tự nhiên xong xuống thì đến cái lúc đi quy thì con đã chả thấy nhà con đâu. Thế xong đến quy xong con mới thấy nhà con lại thấy mặc cái áo dài thầy ạ. Thế thì hỏi thì sao, ô thế sao anh lại mặc áo dài thế, bảo ôi giời mẹ nó, hôm nay anh đã đi quy rồi. Thế không? Đấy, không nói gì với vợ, tự giác ngộ thôi, tự quy y thôi. Đấy, chúng ta thấy. Và bây giờ trở thành một Phật tử thuần thành, hộ pháp cho thầy cũng rất là nhiều. Mà cán bộ cấp cao ở Trung ương ấy nhé các vị nhé. Gia đình là truyền thống cách mạng đấy nhé, không phải là đơn giản đâu. Truyền thống cách mạng là gia đình con nhà nòi đấy, không phải là đơn giản đâu. Mà là bố mẹ ngày xưa đều là gì? Đều là được gần gũi thân cận ở bên cạnh Bác Hồ đó. Mình bây giờ mình gọi là trợ lý đó, trợ lý hay là thư ký của Bác Hồ đấy nhá. Đấy, như thế đấy, không phải là người bình thường đâu, cách mạng nhà nòi đấy. Đấy, khi nhân duyên Phật pháp là chưa chín mùi thì chúng ta thấy có bảo họ thì họ cũng không đi, có đi đến họ cũng không lễ. Cũng không tin. Nhưng mà nhân duyên chín rồi thì họ sẽ về với Phật thôi. Vì Phật là gì? Là cội nguồn của giác ngộ mà. Họ đi ra bên ngoài mãi, chơi mãi, sinh tử mãi, đau khổ mãi, thì cũng có ngày họ mệt nhoài ra. Họ phải tìm về với gì? Để nghỉ ngơi. Tìm về dưới cội bồ đề của Đức Phật để nghỉ ngơi. Đấy, tìm về con đường giác ngộ để cầu giải thoát vậy. Cho nên chúng ta cứ hồi hướng, cứ viết sớ, cứ hồi hướng, cứ cầu nguyện bằng cái tâm chân thành của mình, cảm hóa dần dần. Đó. Cho nên trường hợp này Phật tử hỏi là đã làm sớ ở chùa rồi thì ngày rằm tháng 7 là có phải làm cơm để cúng nữa không? Hay là phải làm trước đi 1-2 hôm? Để hôm rằm tháng 7 các cụ lên chùa. Không, câu hỏi cũng rất hay mà rất thực tế đấy các Phật tử nhé. Thì thôi, nếu mà chúng ta cứ làm một cái bữa cơm trước, và ngày 13 hay 14 trước đi cũng được. Nhưng mà nhớ nhá, là một mâm cơm cúng thôi, ở trong nhà chúng ta ngồi để cúng trước là cúng các cụ, sau là con cháu ở tại trong nhà thụ lộc thôi. Trong giai đoạn này chớ, thầy nói rồi, chớ đừng có gì, có tụ tập gọi các con, các cái, các nơi về để ngồi để ăn cơm trong một gia đình trong dịp này. Cái thứ nhất, thành phố Hà Nội chúng ta đang giãn cách. Cái thứ hai, không phải là Hà Nội, bất cứ tỉnh thành nào bây giờ cũng vậy. Đại dịch Covid, SARS-CoV-2 đang rất là phức tạp, nó diễn biến phức tạp lắm. Không biết là người này, người kia bị hay là không bị đâu. Cho nên tốt nhất là gì? Nhà nào ở nhà đấy, không tụ tập, cho dù là mẹ con là cùng một gia đình, cũng không nên tụ tập.
thì các con ở ăn riêng, ở riêng thì thôi các con cứ cúng ở nhà các con, đừng có về đây mà tụ tập đông người. Cái thứ nhất là trái với nghị định của chính phủ, hướng dẫn của thành phố Hà Nội, ví dụ chúng ta Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh, hay một số tỉnh thành đang có dịch bệnh rất là phức tạp bây giờ chẳng hạn, chúng ta nên tuyệt đối theo cái quy định phòng chống dịch, đó là nhà nào ở nhà đấy. Không nên vì cái chuyện cúng rằm này mà gọi tất cả con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại về để cùng ăn bữa cơm thân mật. Bây giờ không phải phải lúc đâu các quý vị nhé. Không phải là lúc này là cái lúc chúng ta gọi nhau về để ăn bữa cơm thân mật. Các Phật tử nhớ cho thầy cái điều đó. Trừ những người ở trong gia đình chúng ta, cùng trong một gia đình rồi á, thì chúng ta ăn bữa cơm thân mật với nhau được thôi. Còn những người ở riêng ngoài nhà rồi thì thôi ở đâu ở đấy. Làm mâm cơm cúng xong rồi ăn ở đấy đi thôi. Giai đoạn này nó đang như thế, chúng ta phải chịu thôi. Phòng chống dịch là trên hết. Đó. Sức khỏe không còn, mạng không còn nữa thì nguy rồi các quý vị. Mà chúng ta không may mà dính mà chết trong giai đoạn này thì người thân còn chẳng ai đưa tiễn được. Chẳng thể làm đám tang một cách chu đáo được đâu. Chẳng thể ai đến để trợ niệm, để cúng bái, để lời kinh tiếng kệ cho chúng ta trước khi chết đâu. Không làm được. Trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết không ai giúp đỡ gì được. Đó. Cho nên chúng ta phải giữ gìn tuyệt đối trong giai đoạn này. Có làm mâm cơm thì cũng trong gia đình chúng ta trước thì cúng các cụ thần linh gia tiên ông bà ông vái, sau thì những người ở trong gia đình chúng ta hiện tại đó thì thụ lộc mà thôi. Có thể làm từ ngày 13, 14 đi, như thế đi. Còn đến ngày rằm thì chúng ta vẫn cứ làm bình thường, hoặc là ngày rằm chúng ta vẫn làm bình thường. Cụ nào các cụ có duyên với Tam Bảo thì các cụ lên, với sớ con cái thì đã làm hết ở trên chùa rồi, các thầy cầu siêu rồi. Các cụ nào có duyên muốn lên chùa thì đi theo lời kinh tiếng kệ, theo quang minh công đức của Phật và chư tăng tụng niệm trong pháp hội gì mà tìm lên chùa mà tu. Vì ở dưới quê âm các cụ là không có Covid như chúng ta ở trên thế gian này thì vẫn đi được. Còn quái trần chúng ta thì đang Covid thì không đi được. Cho nên thôi, cụ nào muốn lên tu ở trên chùa thì các cụ nương vào lời kinh tiếng kệ, nương vào quang minh công đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà các cụ đi, nương vào lời kinh tiếng kệ niệm Phật của pháp hội mà các cụ gì, các cụ lên, các cụ tu, các cụ ở lại đó tu cả ngày cũng được. À, còn nếu mà cụ nào không muốn lên thì ở nhà với con với cái thì coi như là xem trực tuyến cũng được. Chúng ta thấy chúng ta xem trực tuyến thì các cụ xem trực tuyến được mà. Cho nên ngày rằm, quan điểm của thầy thì chúng ta vẫn cứ làm một mâm cơm cúng bình thường, kể cả chúng ta cúng hôm 13 hoặc 14 rồi, ngày rằm vẫn làm một mâm cơm cúng bình thường đơn giản đấy mà. Hoặc là nếu không làm mâm cơm cúng thì chúng ta thì thanh bông hoa quả, thành tâm chút xíu thôi, chúng ta dâng cúng nhớ ngày lễ Thượng Nguyên. À xin lỗi, ngày ngày lễ Tiết Trung Nguyên. Cái nhầm, Thượng Nguyên là ngày rằm tháng Giêng. Ngày lễ Tiết Trung Nguyên. Và nghe là ngày lễ mình gọi là ngày lễ xá tội vong nhân, hay là ngày lễ gì Vu Lan báo hiếu, ngày lễ gì tri ân và báo ân. Đó. Đây này, chúng ta vẫn cứ cúng ngày đó. Các cụ có thể, các cụ thì thôi con cháu nó chả đi lên, nó tu trực tuyến thì mình cũng ở nhà mình tu trực tuyến với chúng nó. Đấy, cho nên thì cứ theo quan điểm thầy cứ cúng thanh bông hoa quả hoặc làm mâm cơm là tốt nhất theo truyền thống, thầy cứ làm. Nhưng mà cũng không nên đi ra chợ mà mua vàng mã vua các thứ rồi là nguy hiểm ra. Đơn giản thôi, có gì ăn nấy, có gì cúng nấy. Ví dụ chúng ta ăn bữa cơm bình thường thì chúng ta cũng cơm cúng bình thường thế thôi. Cúng xong thì xuống thụ lộc. Thì năm nay cái tình hình nó dịch bệnh như thế, đi chợ đi búa nó cũng rất là nguy hiểm. Chứ không cứ là ngày đó chúng ta bắt buộc phải đi ra chợ để mua được đồ chay, hay là mua thịt, mua cá, mua các thứ gì để làm mâm cơm cho thịnh soạn, để cúng các cụ, cũng không nhất thiết như thế. Đang trong cái lúc này thì chúng ta phòng chống dịch phải đặt lên hàng số 1. Cái việc tri ân báo ân này là cái việc gì? Là thứ yếu, tức là sau đó một chút xíu. Không có mà làm sao đó thì còn ai
Nếu chết cả nhà thì còn ai ở lại để đèn hương cho các cụ nữa? Ai là người nối dõi tông đường về sau nữa? Đúng không? Các cụ cũng sẽ hiểu chúng ta thôi. Cho nên cũng không, lúc này không cứ là phải mâm cao cố đầy các cụ mấy trứng, mà cốt là gì? Tâm thành. À, các Phật tử nhớ cho thầy cái đó nhé. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một vấn đề. Đó là gia đình con đã làm cơm chay cúng các cụ gia tiên rồi, nhưng cúng như vị nhưng cúng chư vị thần linh thổ công trong gia đình có phải cúng đồ mặn không ạ? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con lời khuyên. Không, thầy trả lời luôn là không, không cần. Đã cúng chay gia tiên rồi thì các vị cứ cúng chay tất tần tật đi cho thầy, cứ thanh bông hoa quả và mâm cơm chay thế là được rồi. Kể cả không làm mâm cơm chay thì thanh bông hoa quả là các cụ cúng gì trứng rồi. Trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng chúng ta thấy rồi đúng không? Đức Phật nói là không nên cúng bái tế tự quỷ thần bằng gì ạ? Bằng rượu thịt liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Không nên cúng bái tế tự vong linh của người thân mới mất hoặc đã mất lâu rồi bằng gì? Bằng rượu thịt liên quan đến gì? Mạng sống của chúng sinh mà làm tổn phúc họ, đúng không? Thanh bông hoa quả, dùng tâm chân thành, lời kinh tiếng kệ nương vào chân ngôn thần chú của Đức Phật, từ cái đồ ăn thanh bông hoa quả đó, hương đăng đèn nến đó, rồi mâm cơm chay đó, vân vân đó, thì biến ra được những thứ thức ăn là ngon ngọt, bổ dưỡng, gọi là chẳng khác gì những món ăn của quái Phật hương tích vậy. Cho nên chúng ta theo quan điểm của nhà Phật một cách gì chuẩn mực thì chúng ta thần linh thổ địa thổ công vân vân đó, ngày đó chúng ta cũng chay tịnh hết là công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, mấy năm trước con chưa biết tụng kinh, con có tới ngôi chùa ở quê thỉnh một bức tranh tượng, một bức tranh Phật về thờ. Ở trên tranh có chữ Quán Âm Tứ Thủ. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay đó. Đây là tượng này là tượng hình tượng về bên Mật Tông, Phật giáo Mật Tông. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay. Nhờ một nhân duyên đặc biệt mà đầu năm nay con biết đến chùa Khai Nguyên và biết tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ con có tâm nguyện muốn thờ tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Nếu bây giờ Phật tử còn muốn thờ thêm một cái tranh Bồ Tát Địa Tạng nữa thì Phật tử cứ thêm một cái tranh to bằng cái tranh Quán Âm Tứ Thủ đấy là được. Quán Âm Tứ Thủ thì để bên tay phải của mình hướng vào, Quán Âm Đức Địa Tạng thì bên tay trái mà mình hướng vào. Hoặc là cái tranh Tứ Thủ đó này, nó to rồi thì bây giờ mình thêm một cái tranh Quán Âm thường ở bên tay phải hướng vào, Đức Địa Tạng ở bên tay trái hướng vào nữa, tức là ba cái tranh thì cũng đẹp vậy. Hoặc hai cái thì một cái tranh Tứ Thủ kia với tranh Bồ Tát Địa Tạng tương đương nhau là được. Hoặc là 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 gì đấy cũng được, tranh nhau một tí thì cũng được. Thì Đức Quan Âm bốn tay đó thì ở bên tay phải mình hướng vào, Địa Tạng thì bên tay trái hướng vào đó. Như thế thì chúng ta chỉ cần làm như thế thôi, thờ như thế thôi là cũng trang nghiêm và cũng đẹp và cũng phù hợp với gì? Với chính pháp vậy. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy cho con hỏi, chồng con đã mất được 10 năm. Gia đình con dự định cuối tháng 9 âm lịch thì sang cát. Nhưng mẹ đẻ con bị tai biến nặng. Con sợ gần tới ngày làm không may mẹ con mất. Con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con làm như thế nào ạ? Con nên làm sớm hơn hay để tiếp sang năm sau ạ? A Di Đà Phật. Thường thường các cụ chúng ta làm sang cát bốc mộ cho các cụ thường là cứ phải cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 trở đi các cụ mới làm. Ngày xưa là cứ phải tháng 10, đầu tháng 10 trở đi các cụ mới làm. Đến lúc đó thì nó ít sấm hoặc là hết sấm rồi,
thì các cụ mới làm cái đó, thì theo mà cũng là cái mùa đó mùa khô, làm nó thì nó không có nước nhiều, làm nó dễ hơn. Nếu như chôn cất cái chỗ nào mà có nước thì lúc đó mùa đó mùa khô nó cũng dễ làm. Và đặc biệt các cụ theo quan niệm là lúc đấy không có sấm có chớp nữa thì làm nó mới tốt, cứ tháng 10, tháng 11 đó tầm đấy. Thì bây giờ gia đình Phật tử này bà có mẹ đẻ gì thì đang cái tay biến nặng, cho nên là sợ rằng cụ không qua khỏi và muốn làm sớm, có được không? Chúng ta cũng không nhất thiết. Ví dụ như mà cái duyên của gia đình nhà mình, cái mệnh của cụ mà đi sớm thì thôi thì để sang năm làm được, được một năm hoặc hai năm sau làm cũng được, mà ít nhất là một năm. Tức là cái vong đó mất thì nếu mà đây là nói là chồng đã mất được 10 năm rồi, nhưng mà đây là con mẹ con này, bị tai biến. Nếu mà mẹ ở đây là mẹ chồng ấy thì sau một năm thì cũng có thể làm được. Nhưng còn nếu mà mẹ bên đằng vợ thì mình đi lấy chồng rồi theo phúc bên nhà, bên nhà chồng thì vẫn làm được vậy. Kể cả mẹ mình có mất thì vẫn làm được. Vì theo quan niệm các cụ đi lấy chồng xuất giá tổng phu mà, phu tử tổng tử mà. Đó. Cho nên thì cái trường hợp này nói là chồng mất, còn ở đây nói là mẹ đẻ con bị bệnh nặng, thì có nghĩa đây là Phật tử chứ là nữ rồi. Vì vậy mà chúng cũng không phải lo cái này. Nếu mà đến cuối năm là tháng 10, tháng 11 dự kiến mình bốc mộ cho chồng thì lấy theo bên nhà chồng thì mình vẫn cứ làm bình thường được. Nếu như không may mà cụ bà của Phật tử này, tức là mẹ Phật tử này có mất thì vẫn làm được. Theo quan điểm các cụ ngày xưa là đi lấy chồng rồi là tính theo bên nhà chồng. Còn bên này là bên mẹ mình là bên gì? Bên đàng ngoại, thì cái này là do các chú hoặc các bác, các cậu, các bác hoặc các cậu gì? Anh trai hoặc là em trai mình có trách nhiệm để lo cái đó. Đấy, theo quan niệm là như thế. Và không thì để mà cho nó yên tâm thì để mà năm sau thì cũng được, để sang năm làm cũng được. Thì là yên tâm nhất. Trường hợp đây xin trả lời như vậy. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy khai thị giúp con. Gia đình con bên nhà chồng có 4 anh em trai, anh cả có một con trai, cháu rất ngoan, tự nhiên đến năm 27 tuổi thì treo cổ tự tử. Nhà con có 2 con trai và một con gái. Con trai út được 27 tuổi. Con trai út được 27 tháng tuổi thì bị ngã ao chết. Con trai lớn 24 tuổi, một hôm cháu bảo ở nhà không là gì nữa nên uống thuốc tự tử. May mắn được phát hiện kịp thời, cho đi viện, nhưng có hiện tượng bị trầm cảm, hệ thần kinh bị tổn thương. Cháu không muốn lấy vợ và làm gì cũng nhanh chán. Hôm trước đang ngủ trưa, con nhìn thấy có một người bó bằng áo mưa trắng đi đến chỗ con. Con hoảng hốt, mở mắt ra thì không thấy nữa. Đến chiều, có một thầy bảo con trai con bị vong luân hồi kiếp trước theo. Con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con biết làm như thế nào để có thể giải trừ duyên kiếp này ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thế thì trước mắt thì cứ làm sớ, là gửi sớ để danh sách làm sớ cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, những vong đã mất, rồi cầu an cho cái trường hợp này trong cái giai đoạn này. Để còn sau đó thì hết dịch thì trường hợp này lên chùa thì thầy sẽ hướng dẫn cái cụ thể sau. Bây giờ ở nhà thì Phật tử cũng nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sám hối đã. Sau này hết dịch thì lên chùa gặp thầy để chỉ dẫn tiếp. Về trường này nó có hợp này cũng phức tạp, nó không chỉ đơn giản nói một chút ở trên bài giảng này mà trả lời hết được. Nên các Phật tử cũng hoan hỉ. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, cho con hỏi, theo quan điểm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, người ta thường kiêng làm các việc lớn như cưới hỏi, làm nhà, vân vân, vì không may mắn. Điều đó có đúng không ạ? A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy.
Như thầy nói rồi, ở dân gian là gọi là tháng cô hồn thì kệ dân gian, nhưng mà đạo Phật chúng ta thì gọi là tháng này là tháng tri ân và báo ân, tháng vu lan báo hiếu, tháng tri ân và báo ân. Tức là cái tháng này nó tốt để cho chúng ta thì hướng về cái việc thiện, trân trọng tốt. Nhưng mà từ xưa thì thôi, thì các cụ nói là thôi, cái gì mà trong tâm nó còn vướng mắc thì tốt nhất chúng ta thì, chúng ta cứ tranh nó đi cho nó đỡ phải suy nghĩ. Ví dụ làm nhà thì chúng ta làm tháng 6 hoặc tháng 8 thì đấy, trước đi một vài hôm mà sau đi một tháng thì cũng chẳng sao. Đó. Tránh nó đi, những cái việc đó thì tránh đi, cái việc bất khả kháng thì chúng ta làm. Còn tháng này chúng ta dành cái thời gian để làm gì? Để tụng kinh, để niệm Phật, để phóng sinh, để tu phúc, để làm các việc thiện, để hướng chọn cái tâm mình để hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Còn sống thì được cát bảo bình an, thác rồi thì sớm được sinh sang Liên Trì, dành cái thời gian đó để tri ân báo ân. Còn những cái việc làm nhà, cưới vợ vân vân đó thì thôi để sang tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đó mình làm, hoặc làm trước đi đi rồi. Nếu chưa làm thì tháng 8, tháng 9, tháng 10 làm cũng được. Tháng này mình dành tất cả cái tâm thành của mình cho việc tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, làm các việc thiện. Đó gọi là tháng gì? Tháng Vu Lan báo hiếu, tháng tri ân và báo ân vậy. Có một Phật tử ở Bà Rịa, Vũng Tàu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con tên là Phạm Tiến Đạt, con ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Con kính mong sư phụ giải đáp giúp con hai câu hỏi sau. Một, nhà con chỉ có một mình con tin Phật Pháp. Con cũng tự lập bàn thờ Phật tại phòng ngủ của con. Trước khi con ngủ, con lạy ba lạy và ngủ ở cạnh góc giường. Con làm như vậy có được không ạ? Nếu không được thì con xin sư phụ chỉ bảo con phải nên làm như thế nào ạ? Ở đây chúng ta thấy là có một Phật tử ở tận trong Bà Rịa, Vũng Tàu đưa ra câu hỏi và xin thầy lại giải đáp. Thì trường hợp này thầy xin trả lời câu thứ nhất. Chúng ta biết là Phật tử ở Bà Rịa, Vũng Tàu này nói rằng cả nhà thì có một mình Phật tử là người tin Phật, cho nên đã lập ban thờ Phật ở tại phòng ngủ của mình, để trước khi đi ngủ là lạy ba lạy, sau đó ngủ ở cạnh dưới góc giường. Rồi Phật tử này thắc mắc và muốn hỏi làm như vậy là có được không? Thì xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói Phật ở tại tâm mình. Tâm mình nhớ Phật thì đó là gì? Là Phật rồi. Tuy nhiên, đấy là về lý. Còn về sự thì chúng ta cũng phải cho có thứ tự, có sự tôn trọng, cung kính, cúng dường nhất định. Từ xưa đến nay thì thầy cũng đã gần gũi với rất nhiều các bậc tôn túc, đặc biệt là gần gũi với Đức Đệ Tam Pháp Chủ, rồi Cố Hòa Thượng Hội Xá, Cố Hòa Thượng Chùa Hương và rất nhiều các vị tôn túc trưởng lão ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt ngày xưa còn
đang cấp sách tới trường, thì cũng quan tâm rất lớn đến vấn đề thờ phụng tại gia đối với các Phật tử. Mà chúng ta biết là các bậc tôn túc trưởng lão ngày xưa thì các ngài rất là sâu sắc về vấn đề này, đặc biệt là cụ tổ chùa Hương, tức là ông của thầy đó, cụ ấy rất giỏi về vấn đề phong thủy, vấn đề thờ phụng, đặc biệt là lập các ban thờ Phật cho các Phật tử tại gia. Chúng ta biết bằng cái đạo hạnh của Giác Linh Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành. Lúc đó, bộ chính trị có mười mấy người thì phải có đến 2/3 là đều được cụ lập ban thờ Phật cho tại nhà. Mà cụ thể, những người đứng đầu lúc đó là gia đình cụ Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Gia đình cụ Thủ tướng Phan Văn Khải lúc bấy giờ. Rồi gia đình nhà bác Sinh Hùng sau này nữa. Vân vân. Có nghĩa là những tầng lớp thượng lưu ở trong đất nước chúng ta lúc bấy giờ và những tầng lớp chính trị nổi tiếng của đất nước lúc bấy giờ là những nguyên thủ của quốc gia lúc bấy giờ cũng hướng Phật và được Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương là cụ hướng dẫn cho. Còn với các hàng ủy viên Trung ương Đảng, các bộ trưởng, bí thư, chủ tịch, giám đốc công an các tỉnh thì gần như toàn miền Bắc các vị. Gần như toàn miền Bắc. Vì chúng tôi 4 năm được thị giả Hòa Thượng khi còn học trung cấp, chúng tôi biết rất rõ những điều đó. Thậm chí là có những trường hợp mà chúng tôi còn được thị giả cụ trong cái vấn đề đó. Cho nên tôi chưa thấy bao giờ cụ hướng dẫn cho một gia đình nào lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ cả, ở trong buồng ngủ cả. Vì Hòa Thượng nói Phật thì ở tại tâm. Tâm mình nhớ Phật, niệm Phật thì đó là Phật rồi. Nhưng mà đó là lý. Đó là cái lý. Còn sự chúng ta phải phân ngôi thứ cho rõ ràng. Phật là bậc đại giác, công đức phúc báo, thần thông trí tuệ đều viên mãn đầy đủ. Các ngài thì hiện ra ở thế gian này là bậc phúc trí nhị nghiêm, đầy đủ 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó mới được gọi là Phật. Chúng ta biết rằng sau khi thành Phật, chúng chư thiên ở khắp tam thiên đại thiên thế giới đều vân tập tề tựu xuống cõi Sa Bà chúng ta này, xuống cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, tại Bồ Đề Đạo Tràng để cung kính đỉnh lễ cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên từ cõi trời Hữu Đỉnh cho đến các vị vua cõi trời Phạm Thiên, rồi các vị vua cõi trời Dục Giới đều vân tập để cung kính cúng dường đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, đi nhiễu quanh Đức Phật để tán dương
khen ngợi công đức thủ thắng, trí tuệ thủ thắng và thần thông tự tại của Đức Phật. Cho nên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ngày đó Ngài nói với chúng tôi rằng về sự chúng ta phải gì ạ? Phải cung kính, phải tôn trọng và thờ phụng bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình. Tức là chúng ta phải nhìn thấy tranh ảnh của Đức Phật, cũng như là nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật, cũng như là nhìn thấy Phật, nhìn thấy xá lợi của Đức Phật, cũng là nhìn như là nhìn thấy Phật, vân vân. Cho nên tôi đã đi nhiều nơi, chưa bao giờ thấy Hòa Thượng thờ Phật cho nhà ai ở trong phòng ngủ. Toàn là ở có phòng riêng, những nhà nào trang trọng, có điều kiện, có phòng riêng để thờ, thì Hòa Thượng làm cho thờ một phòng riêng. Những gia đình mà có điều kiện kinh tế, họ thờ Phật riêng một phòng, thờ gia tiên riêng một phòng các quý vị nhé. Đấy. Bởi vì ngày xưa đi với cụ là nhiều những gia đình là họ, có thể nói là tiền nhiều như nước. Họ rất có điều kiện, họ ở cả cái biệt thự. Chỉ có 3-4 người ở cả cái biệt thự 200-300 mét vuông, chúng ta ở cái nhà 6-7 tầng to tướng, ở hết làm sao đâu. Cho nên có nhà có điều kiện, Hòa Thượng cho thờ một cái phòng thờ Phật riêng, một phòng thờ gia tiên riêng. Đấy là những gia đình mà là có điều kiện đặc biệt. Thì Hòa Thượng bảo thờ như thế cho thanh tịnh, cho trang nghiêm, để khi mình lên tụng kinh niệm Phật vân vân, cho nó được thanh tịnh, được trang nghiêm. Và đặc biệt là những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, trong họ hàng mà có người mà còn chưa, người trong gia đình mà còn chưa hiểu đạo, chưa mộ đạo thực sự, thì có thể những ngày giỗ, ngày Tết thì bên gia tiên ăn gì cũng đấy, ví dụ là ăn mặn thì vẫn cũng mâm cơm mặn được, còn bên Phật thì thanh bông hoa quả chay tịnh tuyệt đối. Đó. Chúng ta nhớ ngày xưa Hòa Thượng cụ chay tịnh tuyệt đối, mà cụ cũng hướng cho tín đồ Phật tử, những đệ tử theo Phật cũng chay tịnh tuyệt đối. Đấy là những gia đình có điều kiện thì thờ riêng như thế. Còn những gia đình mà vừa phải, có một cái phòng thờ riêng nhưng mà muốn thờ cả Phật và cả thần linh gia tiên, thì cụ lập cho hai cái ban thờ trong một phòng thờ. Một cái ban thờ là thờ Phật riêng, ban thờ Phật bao giờ cũng to hơn, cao hơn ban thờ thần linh gia tiên một chút, chứ nó chỉ khoảng 1-3 phân thôi, 5 phân trở lên là được rồi. Đó. Ví dụ như ban thờ thần linh gia tiên mà cao 1m2 thì ban thờ Phật khoảng 1m27 chẳng hạn. Đó. Hoặc là ban thờ thần linh gia tiên mà 1m thì ban thờ Phật khoảng 1m07 chẳng hạn, nó chênh nhau khoảng vài phân như thế. Chiều cao, chiều rộng vân vân đều chênh nhau một chút như thế. Chứ tôi cũng chưa thấy là Hòa Thượng thờ cho nhà nào là ban Phật lại bé hơn, ban thần linh gia tiên lại to hơn. Vì cụ bảo là mình không thờ thì thôi, mà đã thờ thì phải như lý như pháp. Phật là đấng thiên nhân sư, là thầy của trời người cơ mà. Cho nên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải quy kính xin làm đệ tử tục gia của Đức Phật cơ mà. Đến nhà vua cõi trời Đại Phạm Thiên như trong kinh Pháp Hoa nói là cha lành của tất cả chúng sinh, mà còn
đi đến để cúng dường xin quy y và làm đệ tử Đức Phật cơ mà. Xin dâng cung điện cho Đức Phật. Vậy tại sao chúng ta lại đi làm ngược lại, lại làm ban thờ thần linh gia tiên lại to hơn, rộng hơn, cao hơn ban thờ Phật. Ban thờ Phật nhỏ xíu xíu thôi. Như vậy là làm sai pháp, không như lý như pháp. Cho nên Hòa Thượng bảo ban thờ Phật bao giờ cũng phải gì ạ? To hơn, cao hơn, nhỉnh hơn một chút. Đó. Hướng thì có thể đặt hướng nào cũng được. Riêng ban thờ Phật đó, Hòa Thượng nói rằng hướng nào cũng được. Vì ban thờ Phật không cứ là phải phù hợp với hướng mệnh của chủ nhà. Vì Phật đó thì ra khỏi ba cõi rồi, ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi, biến khắp mười phương, đâu đâu cũng có pháp thân Phật. Cho nên Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc á, thờ Phật đều tốt cả. Nhưng còn thần linh gia tiên thì cụ rất giỏi phong thủy mà. Thế cụ nói thần linh gia tiên thì phải lấy theo mệnh của chủ nhà. Với chủ nhà là Đông Tứ Trạch thì nên hướng ban thờ thần linh gia tiên về Đông Tứ Trạch, phù hợp với mệnh của chủ nhà cho được sinh khí hoặc diên niên hoặc phục vị thì là tốt. Còn nếu mà Tây Tứ Trạch thì phải lấy cái ban thờ thần linh gia tiên hướng về Tây Tứ Trạch thì nó sẽ tốt hơn. Còn Phật thì thế nào cũng được. Đấy là những gia đình mà có điều kiện là vừa vừa, có phòng thờ riêng. Nhưng chỉ một phòng thờ, thờ cả hai ban thờ thì lấy ban Phật phải to hơn, cao hơn ban thờ gia tiên một chút, và hướng nào cũng được. Còn ban thờ gia tiên thì bé hơn, thấp hơn ban thờ Phật một chút, nhưng mà lấy theo cái hướng chính của chủ nhà. Ví dụ tôi lấy ví dụ như chủ nhà là nam, sinh năm 1950 chẳng hạn. Tính nhanh nhé, nam sinh năm 1950, 50 100 trừ 50 còn lại 50 đúng không? 50 nhân với 9, 59 45 dư 5. 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn, ngũ trung cung. Ngũ trung cung thì nam thuộc về Tây Tứ Trạch. Người sinh năm 50 thì người vị nó thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam là 2 Tây Bắc là 3 và Đông Bắc là 4. Hoặc là nam sinh năm 65 chẳng hạn. Ví dụ thế, nam sinh năm 1965 thì 100 trừ 65 còn 35 đúng không? Còn 35 thì 39 27 28 29 30 31 32 33 34 35 27 8 9 10 11 12 13 34 35 36 8 dư 8. 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung 6 càn 7 đoài 8 cấn thuộc về thổ, cũng thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì vị này cũng là hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Ví dụ thế. Ví dụ là nữ sinh năm 1970 chẳng hạn. Nữ thì lại công thức tính của phong thủy nó lại khác. Một chút, nữ sinh năm 70 hoặc cộng 5 là 75 trừ 4. Có cách là cộng 5 hoặc trừ 4. Thì cộng 5 là 75. 98, 72, 73, 74, 75, 1, khảm 2, con 3, chấn. Nếu mà nữ là chủ nhà sinh năm 75 thì thuộc mệnh chấn, thuộc về Đông Tứ Trạch. Thì hợp với hướng Đông, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Vân vân. Đó là cái cách tính về mệnh phong thủy. Chúng ta cũng nhớ là mệnh phong thủy nó khác với mệnh chúng ta xem tử vi nhé. Mệnh tử vi khác với mệnh phong thủy. Mệnh tử vi á, nó chỉ là xem ngày giờ, xem những cái ngày giờ tốt xấu, đi đường, làm ăn các thứ mà thôi. Còn mệnh phong thủy á, là cái người ta tính cho làm nhà, làm cửa, vợ chồng lấy nhau vân vân. Đấy là theo về thuyết phong thủy. Chúng ta cũng nhớ cái đó, cũng biết thêm cái đó. Cho nên đấy, chứ gia đình nào mà điều kiện vừa vừa, có một phòng thờ riêng thì cho thờ hai ban, ban Phật và
bàn gia tiên riêng, đấy là phòng thờ là rộng rãi đấy, thì thờ như vậy. Đó. Còn gia đình nào mà điều kiện vừa phải, cái phòng thờ bé, thì cho làm một cái ban thờ, có phòng thờ riêng nhưng mà cái ban thờ bé, cái phòng thờ bé, có phòng thờ riêng nhưng mà cái phòng nó bé bé, khoảng độ 7-8 mét vuông, chục mét vuông gì đó chẳng hạn, thì làm một cái ban thờ thôi, làm một ban thờ, thì đóng một cái kệ cao hơn khoảng 20 phân so với cái mặt ban thờ ở dưới, thì cái kệ ở trên thì để được một cái bát hương thờ Phật là được. Còn ở trên tường á thì treo cho bộ bức ảnh. Ngày xưa thì cụ tổ cụ tu mật tông cho nên cụ hay treo ảnh của mật tông, bộ ảnh mật tông là đầy đủ. Ví dụ bây giờ chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta treo cho bộ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là chúng ta treo gì Đức Phật A Di Đà, một bên Quán Âm, một bên Địa Tạng, thì cũng được. Chúng ta treo ba bức ảnh riêng như thế cũng được. Hoặc nếu mà chúng ta muốn thờ Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền, hoặc là Đức Phật Thích Ca và Quán Âm Địa Tạng đều được cả. Nếu chúng ta muốn thờ chung cả thế cũng được, hoặc là chúng ta thờ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, ở dưới chúng ta làm một đức pho tượng Đức Phật Thích Ca thì cũng được. Nhưng mà thường như vậy là ban thờ nó phải to to. Còn ban thờ mà không to thì thường chỉ làm trên treo ảnh, cái trên tường thì treo ảnh, chính giữa trang nghiêm, còn phía dưới ảnh đó, tức là trên cái kệ đó là một cái bát hương thờ Phật, để được cái hai cái mâm bồng nhỏ nhỏ để đĩa, để đĩa thanh bông hoa quả, một bên để bánh kẹo, một bên để hoa quả trong ngày cúng là được rồi. Và đặc biệt là để được ba chén nước đấy, hoặc là để ba cái bát nước, hoặc nếu không thì một bát nước cũng được. Nếu ban nó bé quá thì một cái bát nước, cái bát nước cúng ấy, hoặc là một chén nước cúng cũng được. Đó, đó, để lọ hoa đấy, để lọ hoa cúng Phật ở trên đấy, thế là ổn rồi. Đấy là ví dụ như phòng thờ nó bé bé, có phòng riêng nhưng mà nó bé, thì trên cái kệ trên đóng một cái kệ dài, rộng thì tùy theo. Ví dụ ban thờ mà nhà mình mà dài khoảng độ tầm 1m75 hoặc 1m95 chẳng hạn, thì chúng ta đóng cái dài khoảng bằng 2/3 cái bản đấy là được. Chọn vào cái cung có số đỏ, cái số ở cái thước lỗ ban, cái thôi cứ cái cung đỏ là được. Chúng ta nhớ nha, thước lỗ ban đó thì chúng ta rút cái thước ra thì phía dưới này là xem về phần thờ phụng, còn cái phía bên trên á, cái nửa bên trên á là xem về trần phần mái nhà nhé. Đó là không có, không biết là chúng ta xem là lại nhầm đấy. Cái thước lỗ ban đó thì chúng ta cứ rút cái thước ra thì cái phần cái nửa nó có hai nửa, có cái vạch đen chạy dọc từ dưới lên, cái phần nửa dưới của mình này thì cái đấy là xem về thờ phụng và đồ phong thủy, nhà cửa, bàn ghế vân vân, đo đạc cứ vào cái số đỏ là cung đẹp, cứ vào cái chữ đỏ là cung đẹp. Chúng ta nếu không đọc được chữ Hán thì cứ vào cung đỏ, chữ đỏ là cung đẹp. Mà bây giờ họ có cả cái chữ tiếng Việt rồi đấy, ví dụ như cung Phúc Đức, cung Vượng, cung Tài vân vân, tức là cung Tài Lộc đó, cung Phúc Đức, cung Vượng và cung Quý Tử vân vân đó. Ví dụ như làm ban thờ mà nhà nào mà cầu sinh con trai á thì thường là họ làm cái ban thờ vào đúng cái cung để Quý Tử. Đấy, cái này chúng ta biết là về phong thủy họ cũng nhiều cái nó cũng hay lắm chứ không phải không đâu. Tất nhiên thì nói để mà rốt ráo như là đạo Phật chúng ta thì chưa, vì họ vừa mới ở trong cõi phàm thôi mà, họ là thánh của cõi phàm, còn Đức Phật là gì, là thánh của thánh, thánh trung thánh, vương trung vương, thì đương nhiên là phải ra khỏi gì, ra khỏi ba cõi rồi. Đó. Còn chúng ta biết là lão tử tu hành cũng hướng đến thành tiên, mà thành tiên thì cũng là ở trên các cõi trời thôi, mà cõi trời thì vẫn bị chịu sự chi phối của luân hồi, của nhân quả. Anh mà vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn thì hưởng hết phúc, anh vẫn bị xoay lại nhân gian bình thường.
Cho nên là những cái gì? Những cái mà thuyết họ nói ra như thuyết phong thủy nó là tương đối thôi. Nó tương đối thì không phải tuyệt đối được. Đó là tương đối. Tất nhiên nó cũng có cái lợi ích nhất định. Ví dụ như mình ốm thì mình phải đi bác sĩ. Và bác sĩ họ khám ra bệnh, họ cho thuốc. Thì cái thuốc đó gì? Nó giúp cho gì? Cơ thể của chúng ta được tăng sức đề kháng, để chống lại, đánh lại gì? Cái loại virus, cái loại mầm bệnh mà xâm nhập vào cơ thể của chúng ta đó. Thì cái vấn đề phong thủy học nó cũng tương tự như thế các quý vị. Nếu chúng ta mà phát biểu phong thủy chẳng có cái lợi ích gì cả, thì chẳng khác gì chúng ta nói rằng người ốm đi bác sĩ chẳng có lợi ích gì cả. Phong thủy nó cũng như là thuốc để chữa bệnh cho người bệnh, giống như bác sĩ. Cái người thầy mà giỏi phong thủy cũng giống như bác sĩ. Bác sĩ có thể khám được bệnh cho các bệnh nhân, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng khám được, bệnh nhân nào cũng chữa được. Có những bệnh nhân thì cái nghiệp của bệnh nhân nặng thì có khám được bệnh, uống thuốc gì đúng bệnh đúng thuốc, nhưng mà bệnh nhân vẫn chết. Đấy thì trong kinh dược sư nói đó là những người đó là kém phúc, những người đó là tội nặng, tội chướng sâu dày. Cho nên là cho dù bác sĩ có khám ra bệnh, đưa cho thuốc đúng, thuốc hay, thuốc tốt, nhưng mà uống vào gì vẫn bị chết. Đấy là gì? Đó là những mệnh của họ đã hết, hoặc là tội của họ gì chất chồng. Cho nên là gặp đúng thầy đúng thuốc nhưng mà không khỏi bệnh là như thế. Thì phong thủy cũng như thế. Có những ông thầy phong thủy xem cho gia đình nhà mình họ làm đúng, nhưng mà chúng ta không được hưởng phúc. Vì sao? Vì mình làm những việc ác, làm những việc xấu. Cái nhân lành của mình đã hưởng hết. Bây giờ là cái lúc quả báo xấu thì nó ập tới. Thì cho dù có phong thủy tốt đến đâu cũng không giúp được gì. Cũng tương tự như vậy, bác sĩ có giỏi đến đâu cũng chẳng giúp được người mệnh đã hết vậy. Cho thuốc hay đến đâu cũng chẳng thể cứu chữa được vậy. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ như thế, nó rất dễ hiểu mà nó gần là tương đồng với nhau nhất, để các Phật tử chúng ta dễ mường tượng, dễ hiểu. Còn Phật Pháp á, là ra ngoài khỏi ba cõi rồi. Cho nên chúng ta thấy là cũng có lúc trong cuộc sống chúng ta phải dùng các phương tiện để mà dẫn dắt chúng sinh, như là bác sĩ ấy. Các bệnh nhân đến thì khám bắt mạch, hoặc là gì, nghe bệnh nhân kể bệnh, hoặc là bắt mạch, hoặc là đưa ống khám vào tim, hoặc là xét nghiệm qua máu, chụp cắt lớp CT vân vân. Đó, bây giờ có nhiều cách chữa, đông tây y thì càng có nhiều cách chữa nữa. Thì phong thủy cũng tương tự như thế các quý vị. Nó cũng đem lại lợi ích cho thế gian chúng ta nhất định ở cái giai đoạn nhất định nào đó. Cũng giống như bác sĩ, cũng đem lại lợi ích cho thân thể của chúng ta, cho người bệnh nhất định trong một giai đoạn nhất định nào đó. Còn thì bác sĩ có giỏi đến đâu thì cũng không cứu được mệnh, chỉ cứu được gì? Được thân thôi, thân bệnh thôi, chứ không cứu được đến mệnh của chúng sinh ấy. Chỉ có Phật Pháp gì mới cứu được gì? Được mệnh của chúng sinh mà thôi. Cho nên chúng ta muốn giải thoát thì phải gì? Chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú vân vân, tu hành thanh tịnh, tâm được chính định, không tham sân si, thì đó là gì? Đó là giải thoát rồi. Hoặc chúng ta niệm Phật được nhất tâm bất loạn, khi xả bỏ báo thân A Di Đà Phật tiếp rước thần thức chúng ta về Tây Phương, thì đó là gì? Là giải thoát rồi. Đấy, Phật Pháp thì cứu mệnh, bác sĩ với thầy phong thủy thì giúp đỡ trợ duyên, cứu cho cái thân bệnh, cứu cho, giúp cho chúng ta trong cuộc sống còn gặp nhiều những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất vân vân. Thì nếu mà chúng ta thấy phong thủy mà họ làm đúng mà chúng ta cũng sống tốt,
thờ phụng đúng, làm đúng thì gia đình đó gì? Được bình an, được mạnh khỏe. Đó. Mà chúng ta biết bình an mạnh khỏe thì làm nó đồng nào thì tiền nó gì nó trụ lại thôi. Còn nếu không bình an, không mạnh khỏe, làm được đồng nào thì đem đi viện hết, biếu bác sĩ hết thì cũng bằng nhau. Đúng không? Đó. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc mà, đúng không? Đấy, không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Cứ khỏe mạnh bình thường cái gì làm gì dần dần nó sẽ đủ ăn và sẽ dư giả thôi. Chứ còn cứ ốm đau từ chỗ giàu thành chỗ nghèo. Đó. Cho nên cái phong thủy ở trong cuộc sống này, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ để dễ hiểu, chúng ta dễ hiểu, giống như y như bác sĩ ấy, bắt mạch khám bệnh và kê đơn cho thuốc. Chúng ta uống thì đúng bệnh đúng thuốc thì bệnh dần dần sẽ thuyên giảm, sẽ khỏi, thì chúng ta được mạnh khỏe để mà làm ăn vân vân. Thì cái phong thủy mà chuẩn chỉ thì cũng tương tự như thế, chúng ta dễ hiểu. Cho nên đấy, thờ phụng rất quan trọng các quý vị, cũng quan trọng lắm, không phải đơn giản đâu. Đấy là nói này, đang nói là những gia đình mà thờ cái phòng thờ vừa vừa bé bé xinh xinh mà thờ cả ban Phật, ban gia tiên luôn ấy, thì một cái ban Phật với gia tiên nó thờ chung như thế thì đóng một cái kệ dài thì khoảng bằng 2/3 cái ban thờ chính là ban thờ gia tiên đó, cái kệ đó cao khoảng 20 phân. Và rộng ấy, thì chúng ta cứ cho khoảng bằng một nửa cái ban thờ thờ thần linh gia tiên, thế là được. Ví dụ ban thờ thần linh gia tiên là rộng 1 mét thì chúng ta cho khoảng độ gì 50, hoặc rộng 1m2 thì chúng ta cho gì? Cho 60. Và đặc biệt này, đấy chúng ta phải xem vào cái cung đỏ nhé, và cái thước đỗ ban, cái cung đỏ đóng về chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều lấy vào cái cung đỏ của cái thước đỗ ban ấy. Thì bây giờ thước đỗ ban nó bán đầy ra rồi. Ngày xưa thì bằng chữ Hán thì ai không học chữ Hán không đọc được, nhưng bây giờ họ dịch ra tiếng Việt hết rồi, chúng ta biết hết rồi. Mà bây giờ mà những cái ban thờ mà họ đóng sẵn đó, thì họ đều xem một thước lỗ ban hết rồi, vào cung đẹp hết rồi, chứ vào cung xấu thì chả ai họ mua đâu. Họ đo mà họ thấy mà cái là họ không mua đâu. Thì ế ngay, lỗ chỏng vó lên ngay. Cho nên là những người làm thợ mộc bây giờ họ cũng rất là biết, mà bắt buộc họ phải biết, không biết vì họ đến bây giờ người đi mua đến là đo, mà vào cái cung xấu, mà về cung họa hại chẳng hạn, hoặc cung thọ tử chẳng hạn, hoặc cái cung gọi là tử tuyệt chẳng hạn, hoặc cái cung thất thoát chẳng hạn, vân vân, thì chả ai dám mua cái ban thờ đó về để thờ cả. Đấy. Mà người mà đi mua ban thờ bây giờ đại đa số họ cũng biết cả. Tất nhiên cái ban thờ đó thì chúng ta cũng phải xem tùy vào cái phòng của mình cho nó hợp lý. Nó phải được phong thủy nhưng mà đẹp cả gì? Về thẩm mỹ đó, về con mắt nữa. Vì cái phòng thờ nó bé mà chúng ta đóng ban thờ to quá thì nó chật thì cũng không nên. Mà ban thờ, cái phòng thờ nó to mà chúng ta đóng cái ban thờ bé tí tí tị ra thì vào nó nhìn nó toàn loạn ra cũng không đẹp. Có nghĩa là về thẩm mỹ ở trong cái phòng thờ chúng ta nhìn cũng phải bắt mắt nữa. Vào nhìn cái ban thờ nó phải trang nghiêm, thanh tịnh, phải trang nghiêm thì chúng ta mới phát khởi, dễ phát khởi cái thiện tâm được. Đấy, đấy là cách gì? Thờ cho những gia đình có phòng thờ riêng.